Con ngựa là loài. Mọi sinh vật trên thế giới này, dù là ai cũng không tự lựa chọn được cách mình sinh ra. Giàu, nghèo, sướng, khổ, hạnh phúc hay đau thương. Đồ vụn về này, nuôi mày ngần ấy năm mà không thể biểu diễn một tiết mục ra hồn. Biết thế này trước, ta để mày chết ngoài rừng luôn rồi. Nhìn đi, mấy con chó còn biết diễn trò. Đấy, chỉ chở một con khỉ nhào lộn mày cũng không làm được. Ta sẽ mang mi ra chợ bán cho bọn đồ tể, đồ vô tích sự. Ông chủ, tôi có ý kiến này, không biết... Lại xin giữ nó lại hả? Tôi không có cơm nuôi đồ vô dụng này đâu. Không, chả là tôi thấy nếu chúng ta biến nó thành ngựa vằn thì sao ông chủ? Có lẽ sẽ hấp dẫn khán giả hơn đấy. Ngựa vằn? Ý anh là... Ngoan nào, mày muốn có những sọc vằn đẹp đẽ hay loang lổ hả? Mày và tao còn được ở đây hay không là do mày đấy, hợp tác chút đi. Chờ tao với, mày chạy đi đâu đi? Mau tập luyện cho tiết mục ngày mai nào. Chết tiệt. Đồ vô dụng, đúng là uổng phí tiền bạc nuôi ngươi, diễn vài trò cũng không nên hùng. Xin ông đừng đánh nó nữa. Những vết bỏng của nó chắc vẫn còn đau lắm. Đợi đó, ta sẽ đi gọi gã đồ tể tới đây để mang con ngựa vô tích sự này đi. Ngươi hãy đi khỏi đây, ta không còn bảo vệ ngươi được. Hãy chạy, thật nhanh, càng xa càng tốt, về với rừng, với đồng loại của ngươi ấy. Xin chào những người anh em Bạch Mã. Hãy cho tôi nhập đoàn nhé. Ngươi là một con ngựa vằn, đâu có cùng nòi giống với chúng ta. Cút đi, tìm tập ngựa vằn của ngươi ấy. Tôi vốn là một con ngựa trắng, bị người của gánh xiếc sơn những vệt đen lên người, nên trông giống ngựa vằn để biểu diễn thôi. Thế thì ngươi càng là đồ lai căng lạc loài đấy. Ở đây chúng ta toàn là ngựa trắng thuần chủng đấy. Cút đi. Thật may quá, tìm thấy những người anh em ở đây. Hãy cho tôi theo cùng với. Trong những vằn đen loang loang, nham nhở và cháy xém của ngươi kìa, ngươi đích thị là đồ giả mạo, không thể là loài ngựa vằn hoang dã và quý hiếm như chúng ta. Cút đi. Ta là ai? Tại sao loài người bạc ác với ta? Giống loài cũng xua đuổi ta. Nếu được lựa chọn, ta đâu muốn trở thành một kẻ mồ côi. Ta cũng không muốn mang tên mình những vằn đen giả dối này. Cậu uống đi cho lại sức. Mạng sống của chúng tôi là do cậu cứu đấy. Hãy để chúng tôi được ở bên, chăm sóc cậu như người một nhà. Ánh mặt trời. Ngày xưa ngày xưa, thuở khai thiên lập địa, mặt trời và mặt trăng thay nhau canh giữ bầu trời. Ban ngày, mặt trời luôn chói chang rực rỡ. Đêm mặt trăng lờ mờ huyền ảo. Ta có một bộ cánh kim sa rực rỡ thật tuyệt vời làm sao? Lúc nào cũng rọi chiếu sự ấm cho muôn loài. Loa loa loa! Vạn vật thần dân nghe đây! Năm nay đến hẹn lại lên. Thiên đình mở cuộc bình chọn người xinh đẹp và được yêu quý nhất, cũng như nhận xét
bỏ phiếu kín người mà vạn vật chưa có thiện cảm. Người được thiện cảm nhất sẽ được trọng thưởng. Người chưa được thiện cảm lấy đó để rút kinh nghiệm mà sửa chữa cho bản thân. Loa loa loa. Mình chọn người xinh đẹp và được yêu quý nhất ư? Chắc chắn là ta rồi. Ta vừa rực rỡ, vừa là ánh hào quang. Ta mang ánh nắng và hơi ấm cho vạn vật cơ mà. Không có ta thì chỉ còn màn đêm lạnh giá và ánh sáng mờ nhạt của ánh trăng mà thôi. Thông báo kết quả cuộc thi người thân thiện nhất là mặt trăng, và người chưa được nhiều thiện cảm nhất là mặt trời. Cái này là gì vậy? Sao có thể như thế được chứ? Sao mình lại có thể để mất danh hiệu xinh đẹp nhất và lại còn bị chê bai chứ? Thật không thể nào tin được. Chị mặt trăng này, tôi có việc muốn nhờ chị một chút. Có việc gì mà hôm nay anh lại gọi tôi dậy vào ban ngày thế này? Tôi muốn nhờ chị coi giữ bầu trời hộ một chút. Tôi có việc cần xuống nhân gian một chuyến có được không? Được thôi, vậy anh đi nhanh rồi về. Tôi chỉ làm nguyệt thực được một thời gian được thôi. Nếu không á, sẽ làm đảo lộn hết vạn vật. Với lại tôi cũng cần giữ sức để tối còn cai giữ bầu trời mà. Được rồi, tôi sẽ về sớm thôi. Sao tự dưng trời tối vậy nhỉ? Nguyệt thực mà, nguyệt thực đấy mà. Thật lạ, nhưng mà cũng không sao cả. Mặt trời quan trọng thật đấy, nhưng kiêu căng quá à. Mấy hôm nay anh ta càng kiêu căng nhiều lúc nóng chết đi được. Vắng anh ta một lúc cũng thấy mọi thứ dịu mát hơn bao nhiêu. Mấy loài vật này đã được sưởi ấm rồi còn đòi hỏi này nọ, thật là không biết điều. Cả một ngày dài nóng bức chả kiếm được con gì. Anh vừa bảo đói bao lâu rồi? Từ tối qua đến giờ tôi đã có cái gì cho vào bụng đâu. Tại ông mặt trời kêu căng ngạo mạn đi. Chỉ đói thôi, còn tôi vừa đói vừa sưng ù cả đầu đây này. Cả anh nữa sao? Tôi cũng săn mồi trên đồng cỏ, con thỏ con đang lạc trên đồng cỏ non. Nó chắc chắn sẽ trở thành bữa tối ngon lành của một vị chúa tể bóng đêm như tôi. Nào ngờ đâu, đang phi thẳng xuống chỗ con thỏ non để quắp đi, thì ánh sáng mặt trời xuất hiện chiếu thẳng vào mắt, làm tôi lóa hết cả mắt, đâm sầm vào thân cây ngay bên cạnh. Thế còn thỏ thì sao? Anh hỏi hay nhỉ? Tất nhiên là con thỏ được thể chạy mất chứ sao. Đấy, mặt trời tệ thật đấy. Xuất hiện hay biến mất, ít nhất cũng phải có thông báo, hoặc có cách gì thân thiện hơn. Chứ cứ bất ngờ như thế, làm sao mà chúng ta có thể thích nghi kịp được chứ. Đúng đấy, thảo nào anh ta bị bầu chọn là người khó ưa nhất là phải. Có thể các loài ăn đêm bị ảnh hưởng thì ghét mình. Chứ các loài vật ban ngày, đâu có lý do gì để ghét mình cơ chứ. Này chị bò ơi, chị sao lại nằm ngủ giờ này thế? Anh là ai mà nhìn lạ thế? Mà trời đang nguyệt thực, tôi không nằm đợi chờ ánh sáng thì làm gì? Thế tức là mặt trời rất quan trọng và gần gũi với chị phải không? Quan trọng thì đúng thật, nhưng gần gũi thì không ạ. Chị nói vậy là sao? Tôi là loài sống ban ngày, ngủ về đêm, thì tất nhiên mặt trời là quan trọng rồi. Nhưng anh nghĩ xem, cứ mỗi lúc tôi đang cố gắng làm việc để cày nốt mấy mẫu ruộng thì anh ta lại vụt tắt, làm cho ông chủ giận cá chém thớt, cứ cầm roi quất vào mông tôi cả tháng. Đấy anh thấy đấy, có phải tại tôi không chăm chỉ làm việc đâu, ấy thế mà tôi lại phải chịu phạt và mắng mỏ, tất cả chỉ tại mặt trời thôi à. Đúng rồi đấy, như tôi này, tôi bé nhỏ như thế làm mồi săn cho bao nhiêu loài. Buổi tối khi tôi đang chìm vào giấc ngủ, ít ra mặt trời phải từ từ thông báo chứ. Đột một cái, ánh sáng xuất hiện đột ngột, làm tôi chưa kịp phản xạ. Mấy lần suýt tí nữa thì nằm gọn trong móng vuốt của ông đại bàng và cú mèo rồi. Đúng rồi đó. Mà thử hỏi chúng ta có bao giờ nhìn thấy mặt của anh ta đâu.
Đúng thế, lúc nào anh ta cũng chói lóa vênh váo, có ai nhìn thấy mặt bao giờ đâu. Thì ra là vậy, mình luôn ở trong cung điện mà, vậy nên không hiểu những khó khăn và trắc trở mà mình gây nên cho mọi người ở dưới mặt đất. Mình luôn tự cho rằng mình là đẹp nhất, nhưng hóa ra... Phải làm sao đây? Phải làm sao đây? À, mình có ý tưởng này, có lẽ sẽ hay đây. Thật là tuyệt vời. Từ giờ trở đi, mỗi khi xuất hiện và biến mất, mình sẽ dùng chiếc áo và tấm màn này để báo cho vạn vật biết. Vạn vật sẽ không bị giật mình, và mọi người lại có thể nhìn thấy khuôn mặt thân thiện của mình nữa chứ. À, anh mặt trời kia, mặt trời thật tròn và thật đẹp, mặt trời thật dịu dàng phải không nào? Từ đó trở đi, vạn vật đều thấy được vẻ đẹp của mặt trời. Mỗi khi xuất hiện cũng như biến mất, mặt trời đều khoác trên mình chiếc áo khoác mỏng và phát ra một thứ ánh sáng màu hồng dễ chịu và hiền hòa. Người ta gọi đó là mặt trời mọc và lặn, hay còn gọi là bình minh và hoàng hôn. Điểm yếu trong hồ sơ. Dựa theo một câu chuyện có thật của Kate Northway ở cửa hàng ăn nhanh McDonald's. Chúc quý khách ăn ngon miệng ạ. Dương, bê ra bàn số 10, còn đây là bàn số 11. Vâng, ngày chủ nhật đông khách quá anh nhỉ. Ừ, cố gắng chút em, đầu giờ chiều có người thay ca cho em rồi. Vâng ạ. Thôi cũng muộn rồi, ba mẹ ăn tạm chút đồ ăn nhanh rồi ta đi cho kịp. Con đang bận việc nên không đưa ba mẹ đi ăn ngon được. Ừ, con còn bao nhiêu công việc mẹ biết chứ. Kia có phải là con bé Dương nhà bác Bình không ông nhỉ? Đúng rồi đó, ra là con bé làm việc ở đây à. Ôi giời, nghe nói học bằng này bằng kia, tốt nghiệp đại học nước ngoài rồi về nước, cuối cùng cũng chỉ làm tạp vụ ở đây thôi, chả bằng sách dép cho con Thu nhà mình. Kìa, sao mẹ lại nói thế? Gớm, để mẹ về kể cho mọi người trong xóm nghe. Thế mà hôm trước bà Bình còn khen công việc của con gái ổn định và lương cao lắm. Rốt cuộc là thế này đây. Mời quý khách dùng bữa hả? Thôi ăn đi, không phải việc của bà. Nhắc chị gái, hôm nào đi làm về cũng mua quà cho em. Không ăn uống gì cả, ngồi xuống đây mẹ hỏi chuyện. Có chuyện gì vậy mẹ? Dương, giờ con đang làm gì? Công việc ra sao? Ừ, mẹ, chả phải con đã nói với mẹ rồi sao? Công việc của con rất ổn. Trời ơi, con định giấu mẹ đến bao giờ nữa? Mang tiếng đi du học về mà lại đi xin vào làm phục vụ ở nhà hàng ăn nhanh sao? Sao mẹ biết ạ? Con xinh đẹp, giỏi giang, tiếng Anh lưu loát, con xứng đáng tìm được một công việc với vị trí cao. Vậy mà sao con cứ phải gắn bó lâu như vậy với một công việc mà ai cũng làm được như thế? Sau này khi con đi xin việc chỗ khác, họ sẽ nói gì khi biết con trước đây làm công việc bưng bê? Đó chẳng phải là một điểm yếu trong hồ sơ của con sao? Giờ con có nói gì, có lẽ mẹ cũng sẽ không hiểu được cho con đâu. Con xin phép về phòng, rồi con sẽ thưa chuyện với mẹ sau. Dương, còn với cái rõ thật là bảo không nghe lời thế này. Cô gái, pha cho tôi một cốc cà phê nhé. Ôi, giám đốc, sao hôm nay giám đốc đến sớm ạ? Mời bác dùng ạ. Cháu ngồi xuống đi, ta có chút chuyện muốn hỏi cháu. Dương này, cháu làm việc ở đây cũng được tầm một năm rồi nhỉ? Vâng ạ. Đó hẳn là một thời gian dài phải không? Tại sao cháu lại muốn làm việc ở đây, trong khi cháu thừa sức có thể xin được một công việc có vị trí cao hơn? Ta đã xem qua hồ sơ của cháu rồi. Có phải vì tiền? Cháu cần gấp tiền à? Ai cũng nghĩ cháu thật là hèn kém, khi không chịu cố gắng tìm cho mình một công việc khác tốt hơn mà lại đi bưng bê thế này. Thật sự cũng có lúc cháu nghi ngờ bản thân của mình là thiếu nỗ lực
Nhưng mà... Nhưng sao? Có thể so với những nhân viên ở đây, cháu là người có hồ sơ tốt nhất. Nhưng không có nghĩa là cháu giỏi nhất à? Ý cháu là sao? Cháu không làm việc chăm chỉ hơn đồng nghiệp của cháu. Họ đôi khi sẵn lòng làm liên tục 20 tiếng để đảm bảo rằng không có khách hàng nào lỡ mất cơ hội có được chiếc hamburger lúc nửa đêm. Cháu cũng không giỏi ước lượng và đặt nguyên liệu cho hàng ngàn khách hàng trong cả một tuần. Và cháu biết nếu không đủ, hậu quả không chỉ là sự giận dữ của sếp, mà khách hàng luôn đợi ở đó, sẵn sàng la hét chỉ vì thiếu sốt cà chua. Cháu cũng không đủ kiên nhẫn để giải quyết mâu thuẫn với khách hàng như các bạn ấy. Và cháu cũng không thông minh như người quản lý kiêm kỹ sư của chúng cháu. Dù bận trăm công ngàn việc, nhưng ông vẫn học cách sửa chữa tất cả máy móc. Vì vậy mà chúng cháu không phải thuê thêm thợ sửa. Cháu nghĩ cháu đã học được rất nhiều trong những ngày tháng làm việc ở đây. Cháu bỏ được cái tính xem thường công việc của người khác như nhiều người và biết thông cảm với họ. Và làm phục vụ ở một cửa hàng ăn nhanh không phải là điểm yếu trong hồ sơ của cháu khi xin việc sau này ạ? Thật không ngờ một cô bé còn trẻ như cháu lại có những suy nghĩ chín chắn như vậy. Trước khi cháu đi xin việc ở chỗ khác, ta muốn mời cháu cộng tác với ta ở lĩnh vực thiết kế, đúng với chuyên môn của cháu. Cứ suy nghĩ đi nhé. Vâng ạ, cảm ơn bác. Truyền thuyết xương rồng bám cát. Dưới trần gian hiện chưa có bất kỳ sự sống nào, khắp nơi chỉ là một mặt đất khô cằn bao phủ. Vì vậy, ta muốn tạo ra một chàng trai đưa xuống trần cài cuốc khiến mặt đất mềm ra. Thần đất và thần nước, ta giao cho hai thần việc này. Thưa Ngọc Hoàng, thần xin tuân lệnh. Ta phải cố gắng hơn nữa để làm cho mặt đất ở khắp mọi nơi đều hết khô cằn. Mặt đất dưới trần gian bây giờ đã hết khô cằn, nhưng ta chỉ dạy chàng trai cách cày cuốc mà quên dạy cách gieo hạt trồng cây. Mặt đất mà không có sự sống thì cũng chẳng có ý nghĩa. Thần gió đâu? Thưa Ngọc Hoàng, thần xin nghe. Lần trước ngươi phạm tội gây sự với thần mưa, lần này ta cho ngươi cơ hội chuộc tội bằng cách nghĩ ra cách giải quyết vấn đề này. Thưa Ngọc Hoàng, thần nghĩ ta nên dạy một tiên nữ cách gieo hạt trồng cây rồi giáng xuống trần. Trên thiên đình chẳng ai khéo léo và chăm chỉ bằng con gái của thần mưa. Vậy nên theo thần... Ta hiểu rồi, nhưng con gái thần mưa đã có nhiệm vụ phải trông coi vườn đào của thiên đình. Thưa Ngọc Hoàng, đến mùa xuân năm sau, vườn đào mới kết quả. Lúc ấy nhiệm vụ dưới trần gian cũng đã hoàn thành. Chỉ cần triệu con gái thần mưa về là được thôi ạ. Được, vậy ta giao cho ngươi lo liệu việc này. Thưa Ngọc Hoàng, thần xin tuân lệnh. Chào cha. Ta sắp phải rời xa con gái yêu rồi. Mãi đến mùa xuân năm sau, cha con ta mới được gặp lại. Con này, công việc dưới trần gian sẽ rất vất vả đấy. Hay để ta thưa lại với Ngọc Hoàng. Thưa cha, được thực hiện sứ mệnh mang lại sự sống cho mặt đất chính là vinh hạnh của con. Mong cha đừng lo lắng. Chào chàng. Em là tiên nữ được giáng xuống trần để giúp chàng gieo hạt trồng cây. Chào, chào nàng. Chàng làm việc một mình chắc vất vả lắm phải không? Không sao, ta chỉ lo không biết đến khi nào mặt đất hoang vu này mới có sự sống. Đây là hạt giống, chỉ cần chàng xới cho đất mềm ra rồi em gieo những hạt giống này xuống thì đến một lúc nào đó mặt đất sẽ mọc lên thật nhiều cây xanh. Thật vậy sao? Nào, chúng ta cùng làm thôi. Chờ mưa xuống, chàng sẽ thấy hạt giống nảy mầm thành cây non đấy. Kỳ diệu thật nàng nhỉ. Mình làm việc tiếp thôi chàng. Chàng trai và tiên nữ cùng nhau chăm chỉ cuốc đất, gieo hạt để mang lại sự sống cho mặt đất khô cằn hoang vu.
Theo thời gian, mặt đất trống trải, dần mọc lên thật nhiều cây xanh. Nàng mệt rồi phải không? Nàng ngồi nghỉ đi, để mình ta làm nốt. Em không sao, chàng đừng lo. Tình cảm giữa hai người ngày càng nảy nở và ngày càng trở nên sâu đậm. Chàng có nhìn thấy ngôi sao sáng nhất trên bầu trời kia không? Ừ, ta thấy. Nhưng ngôi sao ấy trông cô đơn quá, chỉ đứng một mình. Đó là chòm sao Nguyệt Duyên. Lúc trước chòm sao Nguyệt Duyên có hai ngôi sao yêu nhau thấm thiết, nhưng tình yêu này là trái luật thiên đình, nên Ngọc Hoàng đã buộc họ phải chia lìa. Buồn thật nàng nhỉ, yêu nhau nhưng lại không được ở bên nhau. Chàng này, nếu chẳng may sau này em và chàng buộc phải rời xa nhau, chàng sẽ thế nào? Ta sẽ không bao giờ rời xa nàng đâu. Em cũng vậy, nhưng em sẽ phải xa chàng rồi. Vườn đào đã kết quả rồi, sao ngươi còn chưa triệu tiên nữ về trông coi? Thưa Ngọc Hoàng, thần đã nhiều lần xuống trần gian gặp riêng tiên nữ để triệu nàng về, nhưng nàng nhất quyết không chịu rời xa người thương. Tiên nữ to gan, luật thiên đình đã cấm tiên nữ phạm vào tình yêu, sao dám trái lệnh? Hãy trừng phạt nghiêm khắc cho ta. Dạ. Tiên nữ đã quá hạn, ngươi phải về thiên đình. Nếu trái lệnh, lần này sẽ không dung thứ. Nàng, chuyện này là thế nào? Sao nàng không cho ta hay? Xin thần gió cho phép tiên nữ được ở lại trần gian, cực khổ bao nhiêu tiên nữ cũng chịu được. Xin đừng bắt tiên nữ phải rời xa chàng. Không được trái lệnh. Nếu không, lần này ngươi sẽ phải chịu sự trừng phạt thích đáng. Không, tiên nữ quyết không rời xa chàng. Cầu xin thần gió. To gan, dám trái lệnh thiên đình, ngươi đáng tội chết. Không, không, chàng ơi. Không, chàng đâu rồi? Chàng ơi, còn chần chừ gì nữa, đến bắt tiên nữ về thiên đình cho ta. Đừng động vào con gái ta. Con gái yêu của ta, ta xin lỗi. Ta sẽ xin Ngọc Hoàng tha tội cho con. Nào, theo ta về thiên đình nhé. Không, thưa cha, xin cha hãy cho con được ở lại đây, cho con được ở cạnh linh hồn chàng. Chàng ơi, đời này kiếp này em sẽ không bao giờ rời xa chàng đâu. Chàng ơi. Từ mùa này sang mùa khác, tiên nữ vẫn ngồi yên bên những hạt cát do chàng trai hóa thân thành. Nàng cứ khóc mãi, khóc mãi vì thương nhớ người thương. Cho đến một ngày, nàng kiệt sức gục xuống. Bỗng từ những hạt cát ấy mọc lên một loài cây, toàn thân cây gai gốc như chính nàng, đang chống cự không muốn bị bắt xa lìa chàng. Nếu chẳng may vô tình chạm vào thân cây, một dòng nhựa trắng đục sẽ chảy ra như giọt nước mắt đau đớn tột cùng, chất chứa hàng nghìn năm của nàng tiên nữ thuở ấy. Người đời gọi đây là cây xương rồng. Về phần thần mưa, khi bị Ngọc Hoàng trừng phạt không cho gặp con gái nữa, vì thế ngày nay ở vùng sa mạc nóng bỏng chỉ có cát và xương rồng, quanh năm chẳng hề có một giọt mưa. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.